Chào chú bác hôm nay, là chú bác video gồm quá trời hàng luôn, ba mươi mấy mở hàng. Họ cần câu máy câu đủ loại hết, giá thì tranh lý, giá rất là tốt cho anh em mình chơi. Thứ ba chú bác mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035. Em tin nghiệp phí ship là 30 ngàn trên một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn, không phân biệt hàng giá trị cao hay giá trị thấp, cũng không phân biệt dùng miền anh em, ngoài đảo hay là dùng sâu dùng xa hay đâu không quan trọng nha. 30 ngàn thiếu bên em bù vô, anh em mua hai đơn bao ship, hai đơn 200 ngàn cũng bao ship nha. Đó rồi thì trước khi mua hàng thì anh em lưu ý một điều rất quan trọng, khi anh em mua hàng thì bắt buộc anh em mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Anh em nào không kiểm tra hàng thì mọi thiệt thòi, mọi khiếu nại về sau em không giải quyết nha. Phải kiểm tra hàng thì đôi khi sẽ có những cái trường hợp đặc biệt, anh em chú bác mình không kiểm tra hàng được cái thời điểm giao hàng đó, là khi anh em mình đem hàng về nhà trước khi mình khui ra vui lòng để điện thoại mình quay video lại giùm em. Hàng của em lúc nào cũng có tem niêm phong của shop em riêng hết nha, đầy đủ, quay lại đầy đủ hết. Thì trong quá trình mình khui hàng, nếu mà lỡ có xảy ra là dập gãy hư hỏng do quá trình vận chuyển, hoặc là hàng không đúng với cam kết như ban đầu, hoặc là hàng mình bị bọn ác đã đánh tráo một sản phẩm khác đi, thì anh em cứ cung cấp video đầy đủ cho em. Em sẽ hoàn hết tất cả cái tiền cho anh em mình luôn, cả tiền cước phí vận chuyển anh em mình không mất một đồng nào. Nha, em chỉ hỗ trợ tới như vậy thôi. Còn lại tất cả những trường hợp còn lại anh em mình không kiểm hàng hoặc không có video quay lại thì mọi khiếu nại, mọi thiệt thòi, mọi thắc mắc về sau em không giải quyết, anh em mình tự chịu hết nha. Tự giải quyết hết. Rồi, thì cái mã đầu tiên em gửi đến quý anh em mình đây là một bó nha. Nói chung là 5 cây cần tay phíp anh em, nhưng mà nó có cây nguyên, có cây lỗi nha. Đó, như cây này là nguyên nè, cây này 2m7 này là nguyên nè. Cây này nguyên nè anh em, rồi cây trong bao này nguyên nè. Cây trong bao này nguyên cũng 2m7 nè. Thì còn cây này thì nói chung là nó cũng nguyên anh em, nhưng mà nó cái lóng gốc mình nó bị hụt nè. Hụt so với này nè. Đó. Trên đây thì mình còn đầy đủ hết. Nè, ngọn đầy đủ hết, mấy cây này có ngọn đầy đủ hết anh em. Còn hai cây này thì lỗi. Hai cây này thì lỗi giống như cây này anh em. Nha, cây này thì bị dập đầu lóng gốc nè, cái ngọn còn. Nha. Còn cái cây này á thì nó lỗi rồi, cái cây này nói chung lỗi, còn ngọn với cái lóng thứ hai thứ ba thôi. Thì về đây mình sẽ cua lấy sàn qua sàn lại như trong đây nè. Cây này nó có ngọn với nó có lóng hai trong này, không có cái lóng thứ ba đó. Thì bán hết cho anh em mình tất cả là nguyên một bó hết luôn thế này anh em, là 150 mã số 1 nha. Thì anh em chú bác mình đó lấy về bây giờ mình làm câu mình chơi, hoặc là cần câu mình đang câu ở nhà có những cái cần mà bị gãy lóng này không nọ đó, thì lấy sàn qua sàn lại nha. Trong đây thì được, nói chung chung quy là được ba cây cần nguyên nha. Nói chung là ba cây nguyên, hai cây thì có lỗi. Rồi mã số 1 giá 150. Rồi mã số 2 lên em mình là cái cán vợt anh em. Cán vợt có luôn mặt vợt mà điểm trừ là bị mất nút đít nha. Về anh em mình tự đổ nút đít lại. Cán vợt chất liệu phíp dài 3 mét nè. Đó, rồi có trầy xước nè anh em, nhưng mà nó có kèm theo mặt vợt luôn rồi nha. Nè. Cán vợt 3 mét chất liệu phíp anh em, kèm mặt vợt nè. Vật ren và đầy đủ hết anh em. Cán vật này mã số 2 bán cho chú bác mình giá cũng 150 luôn. Tiếp mã số 3 là combo này mà hai cây nha. Thứ nhất là một cái cán, cũng cái cán vật mà không có mặt vật nè, cán này cán vật dành cho anh em câu tay nè. Còn cây thứ hai này cây ISO, cây ISO khoan nhỏ nó bị dập dưới góc mình nè. Nha, cái lông góc thôi, dập có nhiêu thôi, còn tất cả lại ok hết. Thì cây này anh em, cái cán vật nó có chế độ zoom chỗ này nữa nè. Các bạn thấy không? Nó ren 8 ly. Còn cái thứ hai là cây ISO 4m rưỡi mà nó dập cái lóng gốc rồi, hình như anh em còn nó khoảng 3m rưỡi. Nó thật ly về anh em mình xử lý sao đó. Cây này tầm khoảng 5h rồi nè, về hạ tay nè. Nó thì combo hai cây này nè là mã số 3 giá 150. Tiếp anh em ơi, lên như mình cây này cây rút mini nha, 20 thu gọn khoảng 40cm, một cái rút mini có nắp chụp được hết. Cây này mới tinh, tất cả mình phen đá sáo hoàn thiện hết nè. Nha, rút mini hãng của Suzumi, hãng này hãng của Nhật nè anh em, sản xuất từ Trung Quốc, made in China. Chất liệu là phíp nha, dài 1m65, độ cứng tầm khoảng M của cần lua anh em. Thì cứng tầm khoảng 15 của cần mình câu ngâm lăn xê rồi. Nha, ngọn 2 ly. Thu gọn 40 cm, dài 1m65, chất liệu là phíp. Cây này mã số 4 em bán giá 150. Tiếp anh em lên em cây cần tay lóng ngắn có bao cần nút đầy đủ hết. Cây này hàng đẹp quá trời nè anh em, hãng của Soma vậy nè. Dài 4m8 nha, tầm khoảng 3h rưỡi, đẹp mới tinh, lóng ngắn 20-40, thu gọn mình khoảng 57-58cm, chất lượng phíp nguyên zin nguyên bản toàn bộ nè, mới tinh nè, ngọn 1 ly. Rồi thì cây này mã số, cây này đẹp lắm nè, mới tinh. Cây này mã số
và số 5 giá 150. Tiếp anh em ơi, cái này hai cần trúc. Nó tiếp tục anh em, thân hai cây cần trúc đẹp quá trời anh em. Trúc ngực đẹp quá trời luôn, vận chuyển về nó dập gốc hết trơn hai cây. Dập gốc hết trơn hai cây luôn. Uổng ghê. Dập khúc gốc cái này nè, vận chuyển về nó đẹp, nó còn cái ngọn này thôi, các anh em là thích trúc ngực nè. Về mình lấy ngọn đồ hoặc là cái này được anh em, nếu về anh em cắt ra. Anh em muốn sơ mi lên, để đóng cái sơ mi trong này, độn nó lại. Anh em tháp lại anh em câu được, nếu mà về chưa dành thời gian ra, anh em xử lý lại. Đó. Nha, ngọn cũng biết đẹp, cần biết đẹp, cần trúc nhật nè. Thì tình trạng cần như vậy cả hai cây luôn nha em, cả hai cây đều dọc góc hết. Cây chắc mét 6, cây mét 6, cây mét 8 anh em. Hai cây như thế này. Lưu ý nha em, hàng này là hàng linh tinh, cây nó hư khoen nè. Hư khoen chỗ này. Đó thì về anh em mình coi, mình nhắm, mình xử lý được mình hãy mua anh em, hoặc anh em thích cần trúc nhật quá, chú bác mình lớn tuổi á, thích chơi cái gì độc lạ lạ thì chơi cái này. Thì hai cây này nè anh em bán chú bác mình giá 100.000 nha, mà số 6. Có luôn cái bao đựng nè. Mà số 6 giá 100.000. Tiếp lên cây này, cây 3 khúc. Ha, cây 3 khúc, cây này là bằng sợi thủy tinh đặc anh em. Nha, đặc nguyên cây 3 khúc 2m4 nè, cứng khoảng 30. Ngọn 2 ly. Nha, mấy cây cần mà là câu không bao giờ gãy nữa. Mấy cây này em ngồi trên ghe trên xuồng rồi câu ngâm rồi. Ba cháy một chét luôn. Ba khúc cứng 30 sợi tinh đặc nha mấy cây này. Giờ em muốn lỡ cái vô 5-7kg nó phá vô anh em lôi cũng không gãy nổi nè. Mấy sợi tinh đặc mà hàng này hàng Nhật nha, Nhật bãi nè. Cán gỗ bắt máy hợp kim không gì xét nè. Ba khúc 2m4. Mà số 7 150. Tiếp cây này cái lua nè, cái lua 2 khúc chất lượng cũng là phíp luôn. Bắt máy bằng hợp kim nữa nè. Ha, lua caster nè. Khoen cũng dày phiên kim loại nha nè. Phiên kim loại khoen cũng kháng mặn mà anh em nhìn nè, đóng bụi cỡ này nè. Phiên mới lắm. Đóng bụi thôi. Ha, đóng bụi thôi, hàng bãi về em chưa vệ sinh. Cây này 2 khúc dài 1m8 nha anh em. 2 khúc 1m8 size tầm khoảng ML. Ngọn 2 ly, chất lượng là phíp nha. Về anh em câu lua thì câu lua, không câu lua để dành câu ngâm cũng được, câu tôm cũng được anh em, câu cá lặt vặt, cá vảnh, cá gì đó câu lặt vặt câu cũng được. Ngồi trên ghe trên xuồng rồi. 2 khúc giá cũng có 150 thôi nha. Chất lượng phíp nha. Hàng bãi Nhật. Cây này mà số 8 giá cũng 150. Tiếp cây này cái cần tay lóng dài nha anh em, cái tay cầm mình có quấn thêm một lớp băng keo cầm cho chắc tay nè. Đó, cây này dài của mình là nó dài 4m2 ha, tầm khoảng 3h 3h rưỡi, chất liệu là phíp, chất liệu phíp nha. Cái hãng của thằng Olympic, đầu lóng mình có chống nổ lóng hết anh em, hay không, có tất cả chống nổ lóng hết. Đó, chất liệu là phíp nha. Đây, chất liệu phíp. Ây da, dài 4m rưỡi. Tầm khoảng 3h nha, 3h 3h rưỡi chút xíu. Dài 4m rưỡi, 4m2. Chất liệu là phíp, hàng Olympic có chống nổ lỏng hết. Hãng có thằng Olympic mã số 9, giá cũng 150. Rồi, tiếp lên cho nên mình cây này nè, cây này có hai ngọn nè. Hai ngọn độ cứng cao 5m4 nè. Cây này có cái ngọn xe cua nữa nè, thấy không? Cái ngọn này của nó luôn nè. Cây này dài 5m4 nha, tầm khoảng 4h hơn. Chất liệu cũng là phíp luôn, hàng cũng bãi Nhật luôn. Ngoại hình cũng đẹp luôn, chạy xước ít. Dính bụi dính dơ nè, mấy cái chỗ này nó nổ nước sơn lâm tâm vài chỗ này nè. Đó, chất liệu là phíp. Ngọn 2 ly nha. Ngọn 2 ly, còn cái ngọn xe cua này của mình nó là ngọn 1 ly. Rồi thì cơm một cây cần như thế này. 5m4 nha, chất liệu phíp như nè, hàng bãi Nhật. Cây này mã số 10 giá 200.000. Tiếp lên cho mình cái này, cây sút lở 3m6 nè, nhưng mà nó làm cái cán mút đảo quá trời. Nha. Hàng chất liệu phíp luôn, 3m6 nè, cây này cứng khoảng 25 của sút lở này nè. Tất cả phen hoàn thiện nè, phen đá xám hết. Phen đá xám hoàn thiện, chất liệu phíp đầy đủ hết, ngọn to này nè, ngọn 3 ly. Nha, cứng khoảng 25 và 3m6, chất liệu phíp. Cây này mã số 11 giá 200.000. Có nắp chụp luôn. Tiếp cây này 2 khúc có bao cần luôn. Cũng chất liệu phíp, cây này cứng cao nè, cứng khoảng 50-60. 2 khúc 2m4. Bắt máy Fuji phèn nè, phèn cũng là phèn Fuji đá trắng này nè, chất liệu là phíp, dài 2m25. 2m25 nha, cứng khoảng 62 khúc. 2m25 hay 2m4 đây. 2m25 quá nè. Nó ghi trên đó 2m25. Đúng rồi, 2m25, 2 khúc.
cứng khoảng 60 nha. Chất liệu thép chuyên cho con ngâm, con lăn xê đâu, ngọn to, ngọn này. Ngọn 3 ly 2. Rồi, cây này mã số 12 bán với chú bác mình giá 200.000. 200. Tiếp theo cho anh em mình cây này. Cây này là thích hợp cho anh em mình câu tôm luôn nè. Câu tôm, câu cá tráp, cá hành đâu đi. Câu bè đâu. Hai khúc nè. Đẹp quá trời luôn, cán gỗ này, hợp kim mắc máy là hợp kim xong hủy xét nè, chất liệu là phíp nè. Đó, đẹp quá trời, màu cam nè, khoen cũng hoàn thiện hết, độ cứng đồng khoảng 50 thôi nè, 50 2 khúc. Ha, 2 khúc 1m8. Chất liệu phíp, đẹp quá trời. Cây này về câu tôm nó tráp hanh nó đúng bài luôn, quá đẹp. Mã số 13 200.000. Tiếp cây này nè. ISO ngắn, thu gọn 65 cm, dài 2m4, chất liệu là phíp. Bắt máy Fuji, fan Fuji luôn, hãng của thằng Olympic, đọt số 3 nha nè. Đọt số 3 dài 2m4, chất lượng phíp, sản xuất Korea nè. Có chạy chỗ này. Khoen là fan Fuji hết, tất cả fan Fuji hết nè. Chất lượng là phíp. Đọt số 3 nha nè, cây này cứng nha. Ngọn của mình nè. Ngọn 1 ly rưỡi. Cây này mã số 14, 200.000. Tiếp cây này mới là hiếm nè, lâu lắm mới có 1 cây. Cứng 30 2m7 nha, hàng made in Korea, cây này đai qua mới tin nè. Bắt máy Fuji tem vàng da băng, chất liệu là phíp nha anh em, tất cả mình fan Fuji hết. Khoen đẹp, không hư không nứt khoen nào, đai qua, chất liệu cũng là phíp luôn đây. Đọt của mình 2 ly nha. Có bao cần đầy đủ hết. Cây này mã số 15, em bán giá là 300.000. Cây này mã số 15 giá 300. Tiếp tục cho anh em mình cây này còn không kém gì cái đó, cây này cứng như trâu. Cây này 3 mét anh em, chất liệu là phíp nè, bắt máy bằng hợp kim mà hơi tông ten xanh nè. Không có không kháng mặn nha anh em, này là hợp kim kháng mặn. Cây này cứng lắm anh em, cây này cứng cả trăm lần. Ngọn to rồi nè, cây này nó hư đồ bu nè, em chơi cho mình đồ bu biển vô luôn nè anh em thấy không? Cây này cứng cả trăm lần nè, dài 3 mét cứng lắm. Nha. Lâu lắm, hiếm lắm mới có con cây như thế này nè, cứng tầm khoảng 80 đến 100, em nghĩ cả trăm lần. Xong mới ghi ước lượng thôi. Dài 3 mét nha, chất liệu là phíp, phen là phen Fuji đồ hoàn thiện hết nè. Chỉ hư cái đầu bu thôi, em thay đầu bu cho anh em mình thôi, về mà búa thôi. Ngọn to nha, ngọn 3 ly. Thu gọn của mình 85 cm, mà số 16 giá cũng 300 luôn. Tiếp cây này cây súp cũng vậy anh em, cây này quá trời đã luôn nè, thu gọn của mình 90 cm thôi, một cây súp 3m9. Chất liệu phíp hãng của Ryobi nè anh em. Cứng khoảng 25, chất liệu phíp nha. Bắt máy nè. Chất lượng phíp hãng Ryobi. Đó, tất cả của mình đều là fan Fuji hết anh em. Fan Fuji, đầu bu Fuji đá trắng, tất cả fan Fuji đây là nguyên, không hư không nứt fan nào, chất liệu là phíp đây. Nó thu gọn của mình có 85 cm thôi anh em, dài 3m9, cứng 25 nha, ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly cứng 25. Rồi, từ cây này mã số 17 em bán giá là 300.000. Tiếp cây này anh em, cây này là cây Isu biển 3 khúc nha. 3 khúc 2 ngọn luôn, có một ngọn xe cua nằm trong lóng gốc nữa nè. Đó, cây này 3 khúc dài 4 mét nha nè, Isu biển. Nó chưa sử dụng nữa nè, chưa lột mấy màn co này ra là chưa sử dụng nè, thấy không? Chất lượng lột phíp Isu biển nha. Dài 4 mét, độ cứng tầm khoảng 20. Đây, nó còn một cái ngọn xe cua nằm trong này. Hãng của NT luôn nè. Ngọn trong này ngọn cứng hơn nè, ngọn ngoài này hơi mềm hơn chút. Nha, một cây chất lượng phíp Isu biển, hãng của NT nữa nè. 300.000, cây 2 ngọn, 4 mét. 3 khúc, mà số 18 300. Tiếp cái này cái cần tay VIP anh em. Một cái cần tay VIP nha. Đây, cái đai qua đời mới nè. Cái tay VIP luôn, dài 3 mét đây nè. 3 mét nhưng mà cây này đây nè. Nè, anh em thấy không? Nó bị hụt cái lóng 2 nè. Nó còn 2m8 thôi nè, hơi dài hơn 2m8 một chút xíu. 3H nha. Nhưng mà anh em cắm vô sử dụng bình thường anh em. Nè, cắm vô là sử dụng bình thường. Đó, ngọn là ngọn VIP của nó luôn nè, ngọn mua xe 360 luôn nè. Cây đai qua nha, 3 mét thì anh em nói chung anh em mình chấp nhận nó như vậy. Nó còn khoảng chừng 2m8 thì anh em mình chơi cây này. Có bao cần là bao cần zin của nó luôn anh em. Bao cần zin luôn. Đây. Rồi, thì cây này mã số
mã số 19 em bán giá 300 nha nè. Cái dài còn 2m8. Tiếp cái này là phôi ISO nha em. Phôi ISO hạ tay, một cái ISO đai qua, hai da hạ tay. Phôi xấu quá rồi. Dài 4m8 anh em, độ 1.5 nè, cái nước sơn bóng bên ngoài quá xấu rồi anh em thấy không? Đây. Cây này muốn đẹp thì về anh em mình cạo hết bỏ mấy lớp sơn xấu cũ nha. Rồi anh em mình sơn lại, mua chai sơn xe máy anh em mình sơn lại. Đó. Nó rợp gần hết lớp 2 thôi. Nước sơn bóng bên ngoài nó rợp hết rồi. Đó, nhưng mà phôi hai da nha anh em, ngọn. Đây, cây này tầm khoảng 3,5 ha, anh em hạ tay, đọt 1,5 ly. Rồi thì cây này cân nặng của mình. Cân nặng là 130 g, cây này mã số 20, 300 ngàn. Tiếp anh em chú bác mình ơi, cây này cây ISO khoan lớn nha. Cây này hàng carbon anh em. Cây này cây cần hệ đó nè, nhưng mà nó hư khoan hết rồi, bán cho anh em mình hạ tay. Nha. Bắt máy Fuji xịn luôn anh em. Cây này đọt số 3. Đọt số 3 nha anh em, đọt số 3 dài 5m3 nè, đọt số 3 dài 5m3 nè. Rồi test nè. Đó, thì cái này cái ISO khoan lớn nha anh em, hàng carbon nè. Nó nhìn nó định bị lóng hết nè. Ngọn cũng vậy luôn nè, định bị khoen đủ hết. Thì cái này về anh em hạ tay đi anh em. Phôi chạy xước nhiều quá. Nè, về hạ tay, anh em không chơi phôi nó chạy xước mà có một cái phôi xịn tốt thì mình chơi cái này. Nha, hạ tay đi, cái này nó tầm khoảng 6 h anh em, tầm 6 h so với cần tay. Dài 5m3 nha, ngọn có định vị hết nè. Thấy không, còn định vị hết nè, đọt 1,5 ly. Rồi, cây này cân nặng của mình là 255 g, em ghi giá 600 rồi, nhưng mà em thấy chạy xước nó hơi nhiều, bán 500 thôi, cho nên mình dễ mua nha. Mã số 21, 500 ngàn cho cái phôi cần ISO khoan lớn hạ tay. Tiếp bên em ơi, bây giờ mình cây này là cây cần ISO khoan lớn. Cây này cái tay cầm này nè, nó có bọc một lớp cao su non nè, em sợ nó nứt em lột ra cho anh em mình xem, mình không có bị gì hết nha. Cây ISO khoan lớn, cây này hãng Suzumi, cây này cũng vậy luôn. Cây này thì đủ khoen nha, bắt máy Fuji mà phôi hơi chạy xước nhiều. Đọt số 4 và 4,5 nè. Đó, phôi mình hơi dơ, hơi bẩn, có chạy xước, có nắp chụp đồ luôn. Phen mình là phen Fuji đầy đủ hết. Tất cả phen Fuji không nứt, không hư nữa nè. Khoen đẹp luôn, mà đóng bụi thôi. Hàng của em mình thấy không, đóng tèn thì ghê cũng chết luôn, có lau chùi vệ sinh gì đâu, bóc từ đầu bán đến đó thôi, chạy xước nè. Đọt số 4 5m4, nên nhiều khi muốn lau đẹp thì anh em thì hàng nó đẹp, nó sáng hơn, nó dễ bán hơn, chứ nhiều khi anh em bán được giá cao hơn. Còn để dưới đây nhiều khi anh em mình chê nó chạy xước cũ cũ dơ dơ bán được giá, nhưng mà em thì nhiều khi rảnh đầu mà lau, bóc từ đầu bán đến đó thôi. Đọt 2 ly, dài 4m5, ngọn số 4 ISO khoan lớn, cân nặng mình 345 g. Mã số 22, 400 ngàn. Tiếp lên mình cây này, cây súp lở, cây Shimano Holiday Spin, cứng 15, dài 3m6, hàng Korea. Đó, 15, 3m6 súp lở, cây này 500 ngàn. Thì ai nhanh tay thì chụp nha, chậm tay không kịp đâu. Bắt máy Fuji, khoen của mình cũng là fan Fuji luôn, khoen hoàn thiện, không nứt không hư nè. Cây này 500 ngàn thì ai lẹ thì chụp nha, phôi quá đẹp luôn. Đó, bán giá gì vậy anh em chê gì nữa, có mua kịp hàng hay không thôi. Đọt 1 ly 8, cứng 15, 3m6, 240 g. Mã số 23, 500 ngàn. Đó, 500 ngàn không mua nữa thôi, cây Shimano Holiday đó luôn nữa thì chịu luôn. Tiếp lên mình cây cần tay lóng dài nè, cây này 6m3, cây này tay cầm mình đó nè, nó có quấn một cái lớp chỉ gầm cho chắc tay nè, không có dập nứt chứ, anh em yên tâm chỗ này nha. Nó quấn cho chắc thôi, cầm không có trơn trợt, anh em nào tay hay đổ mồ hôi đó thì mua cái này về khỏi phải quấn lại. Cái này lấy để móc lưỡi vô nè anh em, móc thẻo 6m3 cứng đều nè, 6m3 cứng đều, tem vàng xuất nhật đây nè, nhìn giống như Nissin quá nhưng mà không thấy chữ Nissin, có thể chữ Nissin nó nằm đây không biết nha. Tem xuất nhật nè, hàng carbon cứng đều anh em, 6m3, tầm khoảng 3 h, phôi có dính dơ dính bụi nè, không có chạy xước mà ít nè. Đầu lóng của mình thì không có mẻ, không có găng cưa gì hết đây. Dài 6m3, cứng đều 3 h, carbon, có chạy xước nhưng mà còn mới đẹp chứ không có cũ, cũng không có sức mạnh, không có gì hết. 6m3, ngọn 1 ly 1, cân nặng của mình 169 g. Mã số 24, 600 ngàn. Tiếp cây này 2 khúc 2 ngọn, hàng carbon,
cũng mới tinh luôn, carbon quá đẹp luôn. Tất cả mình fan Fuji vẫn quang hết, bắt máy Fuji carbon. Hai khúc, hai ngọn 2m4 hãng Alpha Techco. Một ngọn cứng 30 và một ngọn cứng 50, tất cả fan Fuji phản quang nha, nguyên cái dàn fan Fuji phản quang hết trơn luôn. Full fan Fuji phản quang. Nha, đọt ly 8, đọt 2 ly, ngọn cứng 30, ngọn cứng 50, hai khúc 2m4, coi như là mua một được hai hàng carbon. Rồi, cân nặng của mình là 309g, mã số 25, 600.000. Tiếp cây này anh em, cây này cái Dawa fan xích 2, fan xích lá 3 khúc. Nha. Cây xích lá 3 khúc, tất cả fan Fuji xích nặng. Một cây Daiwa dòng Hodolock, bắt máy Fuji Daiwa chính hãng. Độ cứng của mình là cứng 50 nha em, cứng 50 và 3m3, 3 khúc. Hàng made in Taiwan, sản xuất Taiwan, xuất Nhật. Độ bù xích chống sắn luôn nha. Fan này fan Fuji xích lá 3 khúc 3m. Cây này về anh em dành câu cá tạp nè ha, về dành câu cá tạp nè, có thể quýnh lục đầu cần được nè, quýnh cá tạp ví dụ câu cá mè nè, quýnh mè được nè, quýnh bơm được nè, câu ngâm, câu lăng xê nè, ví dụ câu cá chép đâu nè, cá mè nè, cá trê, cá tra, cá chim, cá tạp nè, có thể câu nước mặn nước ngọt được hết anh em. Cứ như vậy nha, ví dụ cá tra mà tầm 2-3 cân rồi đó, 3-4 cân cá hồ tự nhiên em câu được hết mấy cái thứ này, nó nhẹ lắm nè. Mà hàng phôi đai qua hàng xích lá hết, giá nó cũng rẻ nữa, dễ chơi dễ mua. Cân nặng mình là 285g, ngọn của mình là 1 ly 9, gần 2 ly, mã số 26, giá là 800.000 nè. Tiếp đây là cái cần tay lóng dài nha, cái cần tay lóng dài. Cái này hàng carbon nha nè, dài của mình như là 9m, hãng của Nissin. Nissin dài 9m. Carbon có chạy xước hơi bị nhiều nha. Đó thì cây này có một đầu lóng bị lỗi, lóng 2 nguyên nè, đầu lóng 3 nguyên, đầu lóng 4 nguyên, đầu lóng 5. Nó có quấn như đây nè anh em, nó có vết nứt nè, nó có một vết xước carbon chỗ này nữa đâu nè, vết nứt đầu lóng chỗ này nè đó, nó có quấn chỉ nè, nó làm thì không được đẹp lắm anh em. Cái chỗ này không có nứt mà không biết sao nó quấn keo đây làm gì không biết nha. Thì chỉ vậy thôi, mấy lóng còn lại ok hết nè. Có cái đầu lóng, lóng thứ hai bị thai nè, lóng thứ hai, cái đầu lóng chỗ này nó cũng hơi gân cưa tí xíu nè. Đầu lóng thứ hai, lóng là lóng của cây ISO này nè, lóng là lóng của cây ISO hạ qua, thì em nghĩ là cây cây này hàng nguyên bản của nó bị gãy rồi ha, nó vẫn còn cái ngọn xịn nè nha, nó bị gãy lóng hai, lấy cái lóng của cây xô nó thay qua nè, đấy là mình chơi. Nó dùng thay qua quá khớp luôn nè, khớp ngon lành luôn. Về nên mình chơi thôi, tình trạng như vậy. Dài 9m nha, tầm khoảng 5h. Thì anh em nào nè, trẻ thì chỉ có này thôi, phải chấp nhận có những cái lỗi căn bản sơ sơ như vậy, về chơi được thì chơi, chứ còn nó bình thường 9-10m mà kiếm giá rẻ như thế này chứ không có nè, hàng tàu cũng không có nữa. Rồi, cân nặng mình là 364g, mã số 27, 500.000, cái này ngọn 1 ly. Tiếp, đó, máy câu và có cái bao cần quá đã nè. Máy câu thì đây nha, đây là cho nên mình một con máy, con này hãng có thằng như Ryobi Radio 139 nè. Con này size nó khoảng 3.000, kim loại nha nè, thân kim loại cấu là có carbon nè, cứ 0.3 vô 180m lận. Hãng của thằng gì? Nó không có ghi trong đây mà em đoán là Ryobi nè. Mà con này có cái điểm trừ là nó biết không, nó quay tay phải, nó không đổi được tay trái. Thì anh em mà câu tay phải thì lấy con này, chỉ có điểm trừ nó không đổi được tay trái thôi, còn lại tất cả đẹp hết, mượt mà ngon lành, size 3.000, made in Japan luôn. Em thấy mượt vô cùng không? Ai quay tay phải thì mua. Rồi, tay phải thì giá 150, còn con này mà đổi tay được thì giá 300 rồi nè. Nó khổ gì đó. Thì con này mã số 28, bán quý cho bác mình giá là 150. Tiếp con này nè, một con máy ngang. Một con máy ngang, con này hãng của thằng Olympic 350. Con này đẹp quá trời, cước số 6 vô tới 550m, cước số 8 vô tới 400m luôn nè. Nha, một con máy ngang quá trời đẹp, quá trời mượt luôn. Bấm xuống đây là xả cối nè. Là một chức năng ha, khả năng này gạt xuống đây. Đó, gạt xuống là bỏ cái gắt. Còn lấy lên đây là có cái gắt. Ủa, tiếng ẹ hai chiều chứ. Gạt xuống đây là phá một chiều là để câu nè. Đó, còn gạt lên đây. Bỏ chiếc này hai chiều nè. Có thắng lên anh em. Nha, con này có bố thắng lên nè. Cho anh em chuyên câu biển nha nè. Anh em là đánh biển cùng con này. Olympic quá đẹp luôn nè. Con này về để chân kệ cũng đẹp nữa. Anh em coi nè. Hình thức quá đẹp. 200.000 bạc cái này. Chơi cũng được, sưu tầm cũng được.
cho nên bị con biển nó quay tay phải nha. Rồi thì con này mã số 29 em bán giá là 200.000. Tiếp anh em, hình con này nè, con này bé bé xinh xinh, con này size nó khoảng 500 thôi. Đây tẻ 8.500 nhưng mà body chút xíu thôi, tầm khoảng 500 thôi nè. Xíu xíu à. Con hãng có thằng Mirion này, Spin này, thì con này hàng China xuất Nhật nha anh em. Đó, con này hàng China xuất Nhật mà nó nặng lắm anh em nhìn nhỏ xíu thôi, có nhựa nè, có nhựa thân nhựa mà anh em cầm nặng lắm. Nó nặng chịch con máy à, nó không có nhẹ đâu nha. Thì con này anh em về đánh UL, đánh ISO luôn nè. Đó, đánh Ikeda cũng được anh em. Con này máy đứng nha. Mobin là mobin sống. Đó, mobin là mobin sống nha. Đổi tay trái phải được hết. Ẹt là do núm này nè. Núm này nè. Rồi thông số cước thì cước số 1.5 vô 125m nè, cước số 2 vô 105m. Rồi con này mã số 30 200.000. Mã số 30 200.000, con này hàng China xuất nha. Đổi tay trái phải, mua bình sóc. Nặng lắm, anh em cầm con máy nặng chịch à. Tiếp là anh em mình con này, con này hàng Korea cho anh em. Con này hàng Korea. Korea sản xuất full carbon hết, carbon toàn thân. Ha, con này size nó tầm khoảng 3.000 anh em. Full carbon, hãng Alpha King của hãng Suzumi anh em. Hãng có thằng Suzumi nha, cước số dây số 12 185m vô dây nhiều dữ gì. Cước số 5 170m nè, cước số 6 140m anh em. Full carbon toàn thân, máy đẹp. Mô bình sống. Đổi tài trái phải vô cùng mượt luôn, Made in Korea. Mã số 31 250. Size khoảng 3.000, 3.500. Tiếp lên con này mới hiếm nè. Ha, con Shimano Demi nè. 120 Shimano Demi. Cước số 2 vô được 160m, cước số 3 vô được 110m nha anh em. Con tay phải nha, không lỗi lầm gì hết. Nè, bấm buồn nè. Nào. Con này không dễ kiếm đâu anh em. Đó. Con này về lau chùi đánh bóng cực đẹp nha. Con này hiếm lắm. Anh em nào kiếm thì nhanh tay mà lụm rồi, không thôi là người khác mua mất. Shimano da băng nè. Thì con này tay phải nha, mã số 32, giá là 300.000, mã số 32, giá 300 nha anh em. Tiếp lên nha mình con này. Con này là con Daiwa, con Daiwa mà muốn quay tay trái thì quay về đây nha, mà ngược máy rồi. Con này quay tay phải nha anh em. Một con Daiwa, con Daiwa Infest nè. Con này lùa cực kỳ trâu bò. Hàng Made in Thái Lan. Ha, anh em là tay phải thì chơi hoặc là đang tập lua mấy ngàn đó lụm con này chơi. Câu biết nào hư nè. Con này cho anh em vừa câu nước mặn vừa câu nước ngọt, cho anh em mình câu khỏi cần vệ sinh gì hết. Cái câu dục đại đi. Biết nào hư mấy con này. Con này có sẵn dây bơ trong máy nữa nè, khỏi tốn mua dây siêu bền nữa anh em. Ha. Rất là mượt luôn. Cứ có hai bậc đạn nữa anh em. Thông số vô dây em kiếm coi. Không thấy nó ghi ta. Không biết thấy ghi thông số cước ta. Rồi, thì con này mã số 33, 300.000 nha, tay phải. Tay qua. Tiếp đây nè mình con này. Con này size 5.000 nha anh em, con đai qua. Con đai qua Sprinter 1300 DX thì con này size 5.000 nha. Con này cấu là có carbon, thân là thân kim loại nha anh em. Thân kim loại có carbon, hơi dơ. Size 5.000 luôn. Mua bình sống. Mô bình sống, cước số 3 380m, cước số 4 270m. Nên cho thấy không? Quá đẹp luôn. Made in da băng nha em, máy thì mượt mà, ngon lành, không lỗi làm gì hết. Hơi dơ thôi, có sẵn dây trong máy luôn, về khỏi mua dây luôn, dây còn rất là mới. Rồi, 300.000, mã số 34. Đổi tay trái phải, tiếp. Con này máy lua, con này con Daiwa Sprinter 1V1500. Con này có ABS nè, cước 1.5 130m, cước số 2 vô 100m. Size 1.500 nha, có ABS, hàng Made in China nha anh em, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật. Ồ con máy quá mượt. Sprinter size 1.500. Mua bên sóng, không lỗi lầm gì hết, có trầy đây. Made in China, mà máy mượt quá nè. 300.000, mã số 35 nha anh em. 300 size 1.500 nhưng mà form to nè. Form nó to nha. Có ABS 300.000, con này về đánh ISO là vừa. Tiếp cái bao cần.
nha, một cái bao cần cứng nè nha, coi cái bao cần tới 1m6 rồi không, 1m55 nè, 1m55 nha. Cái bao này của ông đai qua, nó có ngăn phụ bên ngoài nữa nè, cái bao này đai qua ngăn phụ đó. Bây giờ một ngăn chính hàng đai qua nè, đai qua xịn sò luôn, có dây đeo gì kéo hoàn thiện hết, không có rách không hư. Thì cái bao này anh em muốn xài cái bao cứng thì trong này nó có một ống cứng trong này nha. Còn anh em không thích xài ống cứng thì anh em rút ra bỏ, xài bao mềm thì bỏ cái cần mềm. Nhưng mà cái ống cứng này nè là nó có hai cái ống để nó chứa hai cái vòi cần trong này, anh em thấy chưa đó. Nên anh em muốn xài bao cứng mà anh em bỏ cái cần vô thì không được, bỏ cái cứng này thì phải cái ống nào bỏ lọt cái này nè mới xài ống cứng được. Nó ống nhựa biết xịn luôn nè, ống này bao dập gãy luôn đó, tình trạng như vậy nha. Ví dụ anh em nào xài cái súp ba khúc rồi đó thì giờ mình rút ống cứng này ra bỏ, mình xài cái bao vải thôi. Còn ví dụ anh em mình xài cần tay, không có mấy cần mà phơm cần nhỏ nhỏ bỏ lọt á, thì bỏ ống cứng vô để bảo vệ nó. Dài 1m55, bao này mã số 36, giá là 400.000 nha nè. Cái bao đây qua số 36 400. Thì đó là tất cả mấy hàng hôm nay, em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.